Xin chào các bạn. Để trả lời cho câu hỏi của bạn nào đó bữa trước hỏi trên YouTube là cái cảo kẹp gỗ mà nó có cái tai chỗ này này thì dùng để làm gì? Người ta mất công người ta làm khuôn, người ta đúc ra như vậy chắc nó không thừa. Thì đây là một câu hỏi rất là hay, mình rất là thích các cái câu hỏi kỹ thuật như thế này. Nhà sản xuất người ta sản xuất ra tất nhiên nó phải có một mục đích nào đấy. Thì cái phần này là người ta đúc luôn, đúc liền, bạn thấy là họ đúc liền xương với cái này luôn chứ không phải là họ gắn, họ hàn vào đâu. Nó đúc liền thì cái khả năng chịu được của nó tốt. Nhưng mà trước tiên bạn thấy là cái phần này họ làm hơi cong. Vì thế cho nên là khi mà bạn để nó nằm xuống như này. Đó, thì bạn sẽ thấy là cái phần này nó sẽ cái phần mấu nó sẽ bù cho cái đầu hụt ở đây để nó thẳng góc ở đây. Thì mục đích người ta làm như vậy để trong trường hợp khi đó bạn kẹp ngang gặp kẹp để nằm đó, đặc biệt là khi bạn làm về học tủ hoặc là tủ hoặc là các cái hình hộp á mà các bạn cần để nó xuống dưới sàn thì cái này nó sẽ bù để nó giảm tải cho cái vị trí chỗ này, thì nó sẽ chia đều tải từ đây ra đây là một. Thứ hai là nó bằng từ đây ra đây, nên bạn thấy là để là mình tất nhiên là các bạn ngắn như thế này thì mình để được. Ở đây để như này bạn thấy là nó phải cân như này bạn mới để được, bằng từ trong ra ngoài bạn mới để nó được như thế này, chứ nếu không là mình sẽ không để được. Nhưng mà khi bạn kẹp vào cái phôi ấy, mình có cái miếng đệm mô của Bessey ở đây, mình làm cho các bạn dễ hiểu là khi bạn kẹp cái giả sử cái hình hộp, cái này là cái hình hộp này, khi bạn kẹp á mà bạn muốn cho nó bạn để nó dưới sàn được á thì cái tay cái mấu ở chỗ đó nó sẽ chia tải cho bạn để nó không có bị lệch tải. Khi bạn đè ví dụ bạn nó không có cái miếng này bạn đè đẻ nó sẽ không có cân đó, thì nó sẽ làm xô lệch cái phôi của bạn đó. Bạn kẹp như này này đó, bạn đè nó rất là một cân bằng, xoay như vậy đi ha, mình chưa thấy nữa, bạn thấy nó rất là cân bằng. Thì đây là cái tính năng khá hay, và nhà sản xuất người ta gọi cái đó là cái mũi chứ người ta không gọi là cái tai tai mũi đó. Bạn thấy là nó cân bằng đó, bạn thấy là cái khi mà nó kẹp vào cái phôi hộp hoặc là cái học tủ gì đó bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là bằng bằng phẳng. Rất là cân, cao độ của nó bằng nhau đó, thì nó cũng là chia tải ra. Tại vì nó chỉ chịu được ở chỗ này thì người ta chia tải ra thêm chỗ này nữa. Thì đó là cái mục đích sản của cái tai đó. Gọi là cái tai đó đi, hay là cái mũi đó. Thí dụ đây là phôi nhỏ nhưng mình kẹp hai cái hộp khác đi, nhìn cho nó to hơn xíu nữa. Thì cái này nó cũng chỉ đúng với lại kẹp gỗ thôi. Còn đối với lại cạo mà chúng ta kẹp kim loại á. Bạn thấy từ trong ra ngoài bạn thấy cái đoạn này nó đủ dài cho nên người ta sẽ không cần nữa. Không cần phải làm cái tay nữa. Còn cái đối với cạo của kẹp gỗ thì nó còn mẫu ở chỗ này thôi này. À, bạn thấy hai cái nó khác nhau, cái này là kẹp cho kim loại. Mình thử kẹp cái này đi. Hộp rất là đẹp, kẹp xong hồi nó méo cái hộp luôn, là ôm luôn. Này mình thể hiện được cái độ sâu của cái ngang kèm này là mình sẽ kẹp được sâu vào đến đâu. Giữ vậy đó. Rất là chắc chắn, rất đẹp.
Thì đó là công dụng của cái hai cái mấu đó. Cái tay này.